Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn tất cả anh em tham gia chương trình iDrop ăn chia và 10.000 top cần có hiệu reset bi. Con này đã list trên một cái sàn chất swap nha các bạn. Rồi đi tham gia dán mới click phần link mô tả mình để chat chatbot, các bạn bấm nút start nè. Rồi các bạn lướt cấp trang các bạn, hiện tại giá của top cần là một set FI bằng 3 đô nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cấp trang 1.9 bằng 10 nè. Của bạn bằng máy thì các bạn ghi vô nha các bạn. Con này bằng 10. Trò này khá là ngon nha các bạn. Hiện tại có phần thưởng nè. Ăn chia 10.000 top cần giúp đi bằng tổng cung bằng 40.000 đô nha các bạn. Đó đi tên sàn Chessquad. Đây thì rồi các bạn bấm tiếp start nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group của nó nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Đây mình check thông tin top cần này nó sẽ phần đây mình check thông tin bên group của nó. Rồi thôi các bạn bắt up lại đi. Rồi các bạn bấm next step nha các bạn. Rồi các bạn bấm next step cho nó ra ba câu hỏi nha các bạn. Đây thì các bạn chọn giùm giúp mình một câu câu số 1, các bạn chọn 1.800 đến 3.800 APR nha các bạn. Đây thì rồi các bạn nhấp vào. Rồi câu số 2 các bạn chọn giùm mình 1% đến 10% APR nha các bạn. Phải không ta? Rồi đúng rồi. Tại Phan các bạn, đây mình dịch ra tiếng Việt mới được, mình trả lời câu hỏi này mới được các bạn ơi. Rồi câu số 2 các bạn chọn giùm mình 1% đến 10% APR nha các bạn. Rồi câu số 3 các bạn chọn vào kỳ tự. Một trăm phần trăm TDX 20 du hiu. Rồi các bạn chọn dùm câu A, câu B mình, các bạn bấm vào câu B nha bạn. The tool account apply ZFI with câu B nha các bạn. Là các bạn nếu mà nó sắp làm sao thì các bạn chọn vào the tool account apply nha các bạn. Câu B. Rồi các bạn bắt địa chỉ với TLC 20 bên với Trúc Wallet. John Wallet á, TC 10 copy Wallet này mình dùng với John Lin luôn đó. Rồi các bạn dùng địa chỉ với John Lin luôn các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với John Lin lên. Cái này bên với chú TGS bên với chú cũng được nữa các bạn. Đây thì mình dùng với John Lin đi. Nếu có gì mình swap qua dễ. Rồi các bạn mở dây dí lên, các bạn bấm vào reset nè. Con chắc nó cũng như nhau các bạn ơi. Rồi các bạn copy nè. Rồi các bạn mở bot lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào nè. TL phải không ta? Rồi đúng rồi. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ xong các bạn, nó sẽ có một cái đường liên ghép nha các bạn, lấy liên ghép làm chia sẻ cho bạn bè người thân để nhận thêm top cần ZFI nha các bạn. Các bạn bấm balance tiếp. Get to. Rồi vậy video mình kết thúc các bạn, sau khi chương trình iDrop này kết thúc nó sẽ phân ăn chia 10.000 top cần ZFI này nha các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo nhé. Vậy video mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.